Đơn chém vẩy E dành cho Chí Đích Công. Một bài đấu được cầm Persian quá gắt đến từ đội bạn. Lạc đà đã có 4 con ở đây và đang muốn lao vào trong nháy thủ chim sẻ. Pha vẩy E nhưng không thành công nên xin chuyển áo. Egypt Greg sẽ đối đầu với Baby Purr. Rồi bạn sẽ có một con Persian chém tuyển ở trong trận đấu này. Còn chúng ta có một con Egypt trong cái thủ chim sẻ với bãi quả đầu có 7 cây. 2 cây gỗ gần nhà, một đến đất rất là mượt đến từ cái thủ chim sẻ nắng. Và một lần nữa em xin gửi lời chào đến tất cả anh em đang có mặt trên fanpage của cái thủ chim sẻ nắng. Và xin thông báo lại với tất cả mọi người, đó là chúng ta đang đến với các trận đấu trong khuôn khổ lượt về của giải đấu AFF Lục Hùng tranh bá. Và đây là loạt trận đầu tiên, loạt trận 2-2 chim sẻ nắng Nam Sông Kiều đang đối đầu với đội Yugi và Chí Đích Công. Đây là màn máy của cái thủ chim sẻ với bài đấu được cầm còn Egypt. Chúng ta sẽ có màn máy của game thủ Nam Sông Kiều với bài đấu được cầm Greg. Bài Greg này của game thủ Nam Sông Kiều thì đang có một bãi quả đầu cũng 7 cây, có những cây gỗ gần nhà và một cánh rừng. Em đang có những lý do đầu tiên để có thể tìm đồ ăn ở trong trận đấu này và có quả phụ luôn dành cho game thủ Nam Sông Kiều. Ngày hôm nay thì em sẽ bình luận kèo 2-2 ở trên fanpage của game thủ chim sẻ nắng. Và trong kèo 2-2 tiếp theo thì em sẽ bình luận trên fanpage của game thủ Mạnh Hào. Và kèo 4-4 thì em sẽ bình luận trên fanpage của Mạnh Hào luôn. Kèo 4-4 thì anh Đan sẽ bình luận trên fanpage của game thủ chim sẻ nắng nha anh em. Đây là màn máy của game thủ Nam Sông Kiều. 10 trên 12 đang có những lý do. Chúng ta quay trở lại màn máy game thủ chim sẻ. Cả hai game thủ đang chưa có đồ lùa về ở thời điểm đầu. Đây là bãi vàng, bầy hươu này thì không thể khai thác được. Và sẻ đã có một đôi voi ở giữa hai cánh rừng. Một bài đấu được cầm Egypt dành cho game thủ chim sẻ. Đôi voi đến từ chim sẻ nắng và sẽ được câu về thôi. Đây là trận đấu đầu tiên và chúng ta cần phải giành chiến thắng trong loạt trận đấu này. Khi mà đối thủ được đánh giá yếu hơn ta khá nhiều với bộ đôi đó chính là Yugi và game thủ Chí Công. Ở trong giai đoạn lượt đi thì game thủ Nam Sông Kiều đang không có được phong độ, phải nói là quá ổn định. Hy vọng ở trong giai đoạn lượt về này, game thủ Nam Sông Kiều có thể quay trở lại với bản ngã của mình. Cộng với đó là một sự bổ sung lực lượng rất quý báu khi game thủ Mạnh Hào đã quay trở lại thi đấu trong màu áo của clan FS. Và đây con voi được đưa về đây cho bài đấu này. Đây con voi đầu tiên của game thủ chim sẻ nắng. Bài đấu ít nhất là có 3 voi với con Egypt này rồi. Đánh thì gà lại còn đánh giải. Và là vòng đi dò. Và chúng ta sẽ quay trở lại mặt máy của game thủ Nam Sông Kiều sao nào. Hello anh em nhá. Vì chuyển sang máy xẻ thì em sẽ không đọc được comment của anh em, bởi vì máy xẻ đang được thiết kế và thi đấu bằng một cái hoàn toàn khác biệt. Nên là em phải kết nối với máy chim sẻ nắng, nó hơi khác so với máy các game thủ còn lại. Ngày hôm nay thì FPS đã chuẩn bị hẳn một dàn máy riêng dành cho game thủ chim sẻ nắng để vác sang bên văn phòng của VX, để cho chim sẻ nắng có thể thi đấu một cách mượt mà nhất trong giai đoạn lượt về này khi đối đầu với các game thủ đến từ team Thái Bình. Đó là lý do vì sao khiến chúng tôi không thể view máy của chim sẻ nắng giống như máy của game thủ Nam Sông Kiều. Và khi mà theo dõi máy của game thủ chim sẻ và bình luận thì chúng tôi sẽ không thể đọc được comment của anh em. Còn chuyển sang máy Nam Sông Kiều thì vẫn sẽ đọc comment của anh em luôn. Và đây là con voi được đưa về. Xin thông báo với anh em là trong lượt đi thì cặp đôi chim sẻ nắng và game thủ Nam Sông Kiều đã vượt qua bộ đôi Yugi và game thủ Chí Đích Công với tỷ số đó chính là 5-1. Và đây là giai đoạn lượt về rồi. Chào anh em nhá, hello mọi người. Và trong lượt về này thì game thủ Mạnh Hào sẽ thay thế vị trí của game thủ Văn Hưởng nha anh em. Mạnh Hào sẽ thay thế vị trí của game thủ Văn Hưởng. Còn nếu như mà có thay thế tiếp ai nữa hay không thì cái này còn phải chờ vào phong độ của các game thủ tham gia trong giai đoạn lượt về. Vấn đề này thì sẽ được cả team ngồi lại với nhau họp bàn cũng như là đưa ra một chiến thuật cũng như là đội hình nó mắc minh nhất với phong độ của các game thủ thời điểm hiện tại. Và bài đấu của Nam Sông Kiều đã có 2 quả phụ. Cơ hội vẫn đang được dành cho Nam Sông Kiều ở trong giai đoạn lượt về này. Hy vọng là trong lượt về thì Nam sẽ thi đấu tốt hơn. Sao Văn Vơ Gaming không bình luận nữa? Ông này nghe hoài cũng chán, chuyên môn chán VL. Rất xin lỗi anh, nếu như mà những cái tình huống chuyên môn của em chưa thực sự là hợp lý thì mong anh em thông cảm và có thể góp ý để em có thể hoàn thiện mình nhiều hơn. Hiện tại thì anh Vơ vẫn đang bình luận cho Ego Media. Còn anh ấy có bình luận hay không thì mong anh em thông cảm, do bây giờ thì em không còn cùng công ty với anh Vơ nữa. Mic bé quá, ok em sẽ cho to mic lên một chút nha. Anh em vẫn báo về là mic bé. Đây em chỉnh cái mic to lên một chút. Chúng ta quay trở lại mặt máy game thủ chim sẻ đi. Đây là mặt máy game thủ chim sẻ với bài đấu được cầm con Egypt này. Đang có một bầy hươu BB thiết kế đây rồi. Anh em đợi chút em chỉnh mic to lên một xíu. Alo alo, anh em thấy mic to hơn chưa ạ? Đây chiếc S nhân đôi để ăn cả hươu cả gỗ này. Một bài đấu đang có 26 dân. Tôi nhìn qua bên kia là dò 12 và 19%. Bài Persian đội bạn dò 19%. Nam Sông Kiều vừa soi tham thì mình đã nhìn thấy được. Lát nữa sẽ đánh 4-4 anh em nhá. Các bạn đang theo dõi màn máy game thủ chim sẻ. Mic to vãi rồi à? Ở thế à? Và như vậy là chim sẻ nắng đã lên đời và đang cơ cấu đóng nhà điều kiện. Và vừa chút giật giật một chút BM và BA.
Nếu sẻ trong trận đấu này đang soi tham rất kỹ rồi. Đây là BA và đây là BM và kích đời. Như vậy là 10 phút 30 với bài 26 dân cộng 1 của Egypt có quả phụ 3 voi. Ở trong trận đấu này như tôi nhìn thấy xác có 2 voi đây thôi. Đang nâng cấp chặt gỗ và cơ cấu nhà cửa của mình. Thêm một vài chiếc ruộng nữa. Bài này thì đương nhiên sẽ là bài đấu khung nhà rồi. Bên kia có cung R của Babylon, có những con lạc đà Persian và tôi đang khá quan ngại vào vị trí của Persian trong tay của game thủ Chí Đinh Công. Chí Đinh Công trận này là người cầm Per. Chúng ta sẽ chuyển sang màn máy tay chém, đó chính là game thủ Nam Sông Kiều. Một bài đấu được cầm Greg ở trong trận thiếu này. Mic to quá, tiếng game to quá. Mic to rồi, tiếng game bé, ok. Anh em nói làm em cũng hơi lú. Có anh em một ý thế này. Và những bất định dò đầu tiên dành cho anh thủ Nam Sông Kiều ở trong trận đấu này. Bài đấu cầm Greg và đang đối đầu với anh thủ Yugi. Anh Yugi trận đấu này là người được cầm Babylon. Và bài Babylon nhìn qua có vẻ khung nhà vào đây, nhà của game thủ Chí Đinh Công. Bài Persian đang tăng L2. Ây à, bài Per này vẫn đang ăn đôi voi anh em, và có dò chọc nhà Nam Sông Kiều. Nam Sông Kiều cũng đang xúc vào những con nông dân ăn hoang của cầm Per. Những con dò của Persian cũng là công giáp đầy đủ. Và game thủ Chí Đinh Công có một chút lợi thế với Nam khi được game thủ Yugi cầm tê thủ cho. 25/28 vẫn đang rất vất vả với con dò này đến từ game thủ Chí Đinh Công dành cho game thủ Nam Sông Kiều. Và đây là những con nông dân ăn vàng. Và chào anh em đang xem nha luôn mọi người. Cảm ơn anh Cường lã nhá. Ok, anh Cường nói này chắc là chuẩn rồi. Một lựa chọn nghe vẻ hơi bất ngờ dành cho game thủ Nam Sông Kiều. Em quyết định đâm đi. Và như vậy Nam quyết định đâm đi ở trong trận đấu này. Vào nhà của game thủ Yugi. Có cả T game thủ chính đáng đây. Mọi người đang chơi vào chơi vào nhà của người cầm màu 2. Đó chính là game thủ Chí Đinh Công. Và đánh bay được bãi vàng đội bạn rồi. Có một đi ở đây. Con giò của Chí Đinh Công đang khiến cho game thủ Nam Sông Kiều gặp quá nhiều khó khăn và vất vả. Tham lai còn 24 dành cho em. Có một y để đâm vào nhà của anh thủ Yugi rồi. Được cơ cấu ra ruộng. Và có chém đây rồi. Persian thì lấy đâu ra bánh xe. Và lấy đâu ra bánh xe. Và chỉ có thể là nằm xuống thôi. Chứ còn dằm mà với con dân này. Đấy đi anh em nhá. Rất nhiều dân của anh thủ Chí Đinh Công nằm xuống rồi. Hơn chục dân rồi. Gần fit rồi đấy. Bây giờ là chỉ còn bãi gỗ nữa này. Là chúng ta chưa chơi vào được. Chúng ta sẽ quay trở lại màn máy game thủ chim sẻ. Nhưng ở nhà của Nam Sông Kiều đang bị xúc rồi. Đây là máy game thủ chim sẻ đang bài đấu được cầm Egypt. Em đang bó bế nhà cửa của mình với timeline là 36/64. Về cơ bản thì thời điểm đầu chúng ta đã không chịu quá nhiều áp lực đến từ con Persian của game thủ Chí Đinh Công. Và bây giờ thì chim sẻ đang về chất quân sẽ khỏe hơn so với những con cung R Babylon của thủ Yugi. Và Yugi đã có quân đi công nhà chim sẻ rồi. Đen ruộng để giữ lại những con nông dân của mình. Nhưng vẫn chết một dần. Một chim sẻ và tăng A bên trong. Yugi đang có 4 cung R chơi về nhà chim sẻ. Trong đó thì Nam Sông Kiều vẫn đang có những huống lấy tham của người cầm Persian khi chơi được vào bãi vàng đội bạn, và có y đang tích y để có thể xiên vào nhà cái thủ Yugi. Đây rồi, ăn được bãi vàng đối phương vào đây nhà cái thủ Yugi. Quay trở lại mà nói cái thủ chim sẻ nhắn cho mình cũng đỡ nhà này. Em đang phải mang hết toàn bộ nông dân làm ruộng của mình ra để có thể đỡ lại. Đơn chém 7E dành cho Chí Đinh Công. Một bài đấu được cầm Persian quá gắt đến từ đội bạn. Lạc đà đã có 4 con ở đây và đang muốn lao vào trong nhà cái thủ chim sẻ. Pha 7E nhưng không thành công nên chim sẻ nhắn. Cung R Egypt đồng ý là máu nó trâu thật đấy. Nhưng với việc 2 đánh 1 thì không trột cũng khỏe. 35 rồi, tham gia hiện tại cái thủ chim sẻ. Còn 3 con lạc đà nữa và có tới 5 con cung R của cái thủ chim kỳ ở đây. Sẻ đang 7E và Nam Sông Kim đang người bơm từng chút đồ một để cho cái thủ chim sẻ đang có thể đỡ nhà. Còn 2 lạc đà nữa thôi. Còn 1 lạc đà cuối cùng đến từ Chí Đinh Công. Vẫn đang cố gắng với tham lai là 28 để cái thủ chim sẻ thắng thôi. Đội bạn đang công cực kỳ phũ ở trong trận đấu này. Và trong thời điểm sẻ đỡ nhà thì Nam Sông Kim đang là người ngoáy vào nhà của game thủ Yugi. Tham lai là 30 đến từ game thủ chim sẻ vẫn sẽ đỡ được nhà trong trận đấu này khi mà đỡ thêm những con cung R mới. Đỡ nhà thoải mái trước Babylon và Persian. Còn đây là màn máy game thủ Nam Sông Kim. Em đang bơm đồ có P và có những tình huống đâm đi vào nhà game thủ Yugi. Có chém lọt nhà đội bạn và đang dắt phù về để bắt lạc đà hộ cho game thủ chim sẻ nhắn. Thì uống ngoài cháo là tốt đến từ game thủ Nam Sông Kiều. Tham lai chỉ là 25 dành cho con Greg này thôi. Nhưng với những con y và những con chém của Greg, nó sẽ đem lại sự khó chịu nhất định dành cho anh già Yugi khi đây không phải là một game thủ có nhiều thao tác tay. Game thủ Yugi đã lớn tuổi và anh không còn mượt như trước nữa rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại màn máy game thủ chim sẻ nắng thôi. Vâng, đây là màn máy của game thủ chim sẻ với tham lai là 32/72. Em đang có những tình huống cơ cấu lại những chiếc ruộng của mình khi mà đã đỡ nhà thành công trước sức công phá đến từ cả Persian cũng như là Babylon bên phía bạn. Ở đây rồi. Con con, hello em trai, đi đâu nữa? Fit. Tham lai chúng ta bắt đầu có dấu hiệu đè lên khi Chí Đinh Công đã fit. Sẻ vừa nâng cấp cái chặt gỗ 2 cho những con cung R Egypt của mình. Về chất quân thì con Egypt nó trâu hơn Babylon là quá nhiều anh em ạ. Babylon của thủ Yugi sẽ rất khó để có thể solo 1-1 với những con cung R
của game thủ chim sẻ nắng. Vâng, tham này là 40 dành cho bài đấu này. Và đây là những con lạc đà đến từ cái cờ báo 2. Báo 2 sẽ fit luôn, tuần này chỉ còn 3 nông dân nữa thôi. 3 nông dân, 1 lạc đà và sẻ sẽ ốp luôn ở trong trận đấu này dành cho một bài Egypt. Và đang muốn đục vào nhà của game thủ Yugi. Tham lai 41, nhưng bây giờ thì game thủ Yugi đã cơ cấu lại nhà rồi. Nhưng với một cái thế trận như thế này thì chúng ta sẽ có được game thủ Nam Sông Kiêu hồi lại và có những con chém để kết hợp cùng game thủ chim sẻ. Đây được đưa về thế 2-1 đấy anh em ạ. Chưa về thế 2-1 rồi. Và xin gửi lời chào đến 15.000 anh em đang có mặt trên fanpage của game thủ chim sẻ nắng cho buổi tối ngày hôm nay. Anh em có thể comment like và chia sẻ video livestream đúng không ạ? Và để sẻ đánh hay như này, anh em có thể comment chữ quá hay trên khung chat được không? Và đây là màn máy của game thủ Nam Sông Kiêu. Nam Sông Kiêu tham lai 25 vẻ đang có lạc đà, vẫn đang bơm đồ để chim sẻ nắng lên đầu máu. Và đây là những con cung R của Yugi, anh ấy đang muốn đẩy quân. Nam Sông Kiêu đang có những hướng đánh chặn để bắt những con cung R này của game thủ Yugi. Vâng, có luôn và 7E nhưng không có một tình huống 7E. Ôi trời ơi, chỉ đích công của một nông dân thằng Nam Sông Kiêu không tha luôn. Và tỷ số được mở dành cho một đôi chim sẻ nắng và Nam Sông Kiêu 1-0 ở trong lượt trận đấu này. Một trận chém ok đến từ Nam Sông Kiêu và một trận cung chủ lực mẫu mực dành cho game thủ chim sẻ nắng và đã đem về chiến thắng đầu tay dành cho chúng ta. Quá hay, quá hay. Và tay cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây thôi. 1-0 dành cho chim sẻ nắng và game thủ Nam Sông Kiêu.